Hello mọi người, đã quay trở lại trên channel Ngọc Tiện Vet ha. Hôm nay chúng ta cùng live hơi muộn một chút vào lúc 17:30 do một số yếu tố kỹ thuật liên quan đến mạng, thế nên là em mới live giờ này. Thì rất mong các anh chị sẽ ủng hộ. Anh chị nào đang xem trên nền tảng của YouTube bé thì mọi người có thể ấn vào nút like ở bên dưới màn hình, cũng như là nút subscribe kênh nếu mà mọi người chưa có đăng ký kênh ha. Đó, thì mọi người chờ một chút để cho những anh chị khác cùng vào, chúng ta cùng tìm hiểu ha. Em sẽ share cái livestream này lên cho những anh chị nào đang ở trong nhóm. Chia sẻ vào trong nhóm đi ha. Tôi chia sẻ thử vào 4 nhóm xem là nó có được hay không. Nay mua bán đi mọi người. Mai mà thị trường nó sập xuống một tí thì ngon. Mà không biết nó có sập hay không. Anh em tranh thủ vào ấn vào nút like mọi người. Like like ở trên màn hình đi cho nó đông đông người coi. Ngày live stream muộn thì ngồi chém gió mọi người luôn. Nay chưa thỏ tay mua. Đang chờ mấy cây sàn mà chưa biết. Mai thì em cũng chưa có mua gì cả. Em vẫn đang còn đâu đó là có mấy con vào 50%. Thì cỡ đâu đó là cỡ chờ thị trường nó xuống xuống tí thì em sẽ mua. Mà không biết nó có xuống hay không. Mười lăm mắt xem, 16 mắt xem hả? Anh em là có bạn bè thì share giúp của em nhá. Sau này TikTok nó ghét em quá luôn á, nó bóp khủng khiếp luôn. Xuống mấy thì mua được em hả? Nó tùy vào con mã cổ phiếu. Có những lúc mà thị trường nó giảm nhưng cổ phiếu nó không giảm đâu. Nên là mai thì xem nào. Nó rút dâu này thì em cũng chả biết là mai nó có xuống hay không. Nhưng mà nếu mà mai nó xuống thì chờ nó về khoảng đâu đó 1260 thì là mua được. Còn nếu mà nó vẫn đang giữ như này thì cứ con nào ở vùng nền thì tranh thủ mua. Đấy. Chứ còn bây giờ là có những con nó sẽ không xuống nữa. Nay live muộn thế. Nay em có một chút về cái việc mà cài đặt mạng ấy. Nhưng trước mọi người thấy là em cứ thoát ra thoát vô là do mạng nó bị yếu. Thì hôm nay thì em lắp một cái mạng mới luôn bên FPT ấy. Đấy thì nên là nó mới bị muộn như vậy. Mọi người ăn cơm chưa? Nơi thị trường giảm thì mua mà không dám mua hả? Có con nào mà nó ở những cái vùng nền ấy thì anh chị tranh thủ mua đi. Sợ gì? Hên gạo à? Em thấy mọi người đầy gạo mà. Hôm nào cũng hỏi là mua con này được chưa, mua con kia được chưa, chứng tỏ nó vẫn còn tiền. Em thì hết tiền rồi đó. Thêm GIL. GIL lanh quanh khoảng 34-35 mua được. Áo này phải phanh cổ mới đẹp hả? Thử xem nào. Này hả? Nghe như này. Khủng quá mấy ông này. Áo này là được tặng, chả biết hãng gì. Nó có cái logo ở đây. Hỏi cho vui theo dòng sự kiện thôi chứ có tiền đâu. Thấy mua bán đầy mà. Áo Tommy Chata đấy hả? Ồ. Không được tặng nhưng mà không biết là của hãng gì. Nay nay chắc mọi người đi ngủ hết rồi, không có vào xem phim live của em nữa rồi.
có bạn bè vào ngồi xe nói chuyện cho vui đi. Giờ đổi bản tin từ chứng khoán sang nói chuyện này. Có 10 củ mà mua bán vào liên tục. Thử tính xem là mất bao nhiêu tiền phí rồi. Ví dụ như 10 củ mà mua bán vào liên tục thì mất khoảng 2 triệu tiền phí thôi, coi như xong. Coi như là bỏ luôn đó. Lãi thì không thấy đâu mà thấy toàn phí giao dịch cơ mà. Xem Zalo xem có gì không. Có khách hàng nhắn tin bảo là chào bạn, xin lỗi mình nhắn tin muộn, xin phép cho mình out khỏi group chứng khoán, bập bùng quá nên bạn thông cảm nhé. Có nghĩa là có những người mà người ta mới tham gia đầu tư anh chị là không có chịu được cái việc mà thị trường chứng khoán nó cứ lên xuống liên tục đâu, kiểu cảm giác nó cứ bị bất an ấy. Thế nên là thôi rút vốn, không đánh nữa là xong. Nó sẽ có nhiều nhiều cái thứ khó thì chứng khoán lắm. Cái khó chủ yếu là do là không có giữ được cái tâm lý. Ví dụ như hôm trước thì anh chị thấy là mọi người hay nói về con AGR đúng không? Chốt lãi xong rồi chuyển sang con khác. Nhưng mà ví dụ như hôm nay AGR tăng thì gần như là nếu mà chốt thì xong rồi không mua được con gì nữa. Đậu xanh đổi view hả? Hoàng Thanh này ông nào ta? Bây giờ giờ view xuống đi ha, để cho mọi người chạy toán loạn đi, xong mình vào ôm lại. Chắc hôm nay là không phải do TikTok đâu mà chắc là có vấn đề do em mới đổi mạng ấy. Nói chung là em cũng chả biết được. Thì thôi thì cứ bật cái biểu đồ lên nhá. Xem anh chị nói gì thì nhìn biểu đồ cho nó dễ, chứ nhìn mặt em thì không có tưởng tượng ra được đâu. Thì coi như là bỏ ngồi chơi thôi. Tính ra con này lợi nhuận đâu đó khoảng 30% á. BSI trong thời gian tới anh chị cũng sẽ thấy nó sẽ như thế. Có AGR thôi em hả? AGR nếu mà mua cùng với khách hàng của em thì bây giờ lợi nhuận khoảng 12%. Như này thì mai vượt đỉnh rồi. Nói chung là mai thì em không biết là thị trường chung nó có lên hay xuống, nhưng mà cổ phiếu về chứng khoán là khả năng lên sẽ cao. Nên là khi mà anh chị đánh thì anh chị cứ cân nhắc là gì, cứ chọn con cổ phiếu tốt xong rồi ngồi chờ. Còn cái thị trường chung mà lúc nhiều người người ta đang muốn là ở khi là nó vượt 1.300 bắt đầu người ta mới vào ấy, thì bản chất là vào những cái khu vực đấy nó bị muộn rồi anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thị trường chung ấy đương nhiên là nó quan trọng, nhưng mà anh chị nhìn một chút về những cái con cổ phiếu ấy, thì nó là một là đang ở dưới đỉnh, hai là nó vượt đỉnh rồi, chứ nó đâu có phải là mấp mé ở đỉnh đâu mà anh chị cứ chờ 1.300. Ví dụ như bây giờ con AGR này chờ qua 1.300 thì lúc đấy là nó lên tận trên cao rồi, bây giờ anh chị đu thì có phải là dở không? Đấy, thì thà anh chị giống em, anh chị gom ở đây đi. Đấy, thì kể cả thị trường có lên 1.300 hay không thì không biết. Đâu quan trọng đâu. Bây giờ chưa lên 1.300 đã như này rồi thì nó lên thì nó vượt lên còn cao hơn nữa chứ. Thì lúc đấy mấy cái ông F0 sẽ là những cái người mà FOMO ở trên này, nó họ sẽ đẩy giá cho anh chị. Còn anh chị sẽ có một cái vị thế an toàn. Đấy, kể cả ví dụ như kiểu con BSI này cũng thế, là anh chị đang có một vị thế nó rất là an toàn. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái phiên mà nó giảm sâu á, mà nó rút râu như này này, mà nó còn không gì, nó còn không lỗ được thì nó còn không xuống được, thì đến lúc mà nó lên này nó sẽ lên rất mạnh. Nghĩa là nó cố gắng nó đạp xuống, nhưng mà giao nhưng mà không có thể đạp nổi thì nó sẽ lên rất là mạnh. Kiểu tức nước vào bờ á. Nay anh xúc được giá 60, em cảm ơn anh Đức Hiếu nha. Anh mua được BSI 58.5, ok, thế ngon rồi. Bây giờ chỉ có là ngồi chờ thôi anh chị. Mặt búng ra sữa hả? Cảm ơn em Tu Trúc nha. Tu Trúc ơi, cứu anh cái, anh bị flop quá em ơi. Cứu anh cái, share lên nhóm của em đi. Cứu anh chén. Rồi. Cảm ơn em rất là nhiều nha Tu Trúc nha. Anh em cứ tặng quà là hình như là nó lên view hay sao anh ạ, nên là anh em có quà cứ tặng nha.
Nay cây cú chốt LHG38, chốt xong nó tím chán thật. LHG hả? Ông Nguyễn Trung Kiên này đánh cổ phiếu rất chán nhé. Vào xem nhiều phiên live rồi mà kiểu cảm giác như kiểu là đánh theo không giữ được cổ phiếu. Ví dụ như kiểu con LHG là cái xu hướng của nó, xu hướng tăng trưởng mà cái giai đoạn trước nó đi lên cũng rất là mạnh như này thì phải giữ được chứ. Nhưng con này nó còn lên mạnh nữa. Chứ còn anh chị cứ thấy là cổ phiếu mà nó cứ vài hôm mà nó không tăng là anh chị muốn chốt rồi thì làm sao mà được. Nó xây nền như này mới gọi là cái tốt. Chứ còn ví dụ nó lên ngay thì nó lại không ngon. Những con nào mà nó lên mạnh lên ngay thì nó sẽ khó. Nhưng mà nó đã xây nền này thì nó sẽ khó xuống hơn nhiều. Phí không? Ngồi im là ngon rồi. Không làm gì. Trong thị trường chứng khoán này nhiều khi anh chị không làm gì nó mới gọi là cái hay. Còn làm nhiều quá là mệt lắm. Anh em cứ rời xa bảng điện đi, đi câu cá hoặc là đi chơi. Còn đâu để thị trường lo, ví dụ như thép thùng này. Hôm qua vừa nói con SMC xong hôm nay tăng trần luôn này, gần trần. Mai vào con SMC được không? Hôm nay chưa kịp mua hả? Nói chung là mua thì cũng được, mua điểm này đẹp hơn. Anh em cứ chờ nó lên thì vì mua thì nó sẽ bị giá cao thôi. Nhưng mà bây giờ không mua thì cũng phải mua thôi bởi vì thì không mua thì nó vẫn sẽ tăng tiếp. Con này cũng đẹp mà con TLH này cũng đẹp. Với chúng cả hai con cũng đẹp. Nếu mà vào thép thì nên vào NKG, SMC với lại TLH hơn. Chứ còn HPG với lại những cái con kia thì nó sẽ nặng mông, nó khó lên hơn. Như ở cái con mà con VGS này này thì nó nhẹ mông nên là nó mới lên mạnh ấy chứ. Con này thì em cũng không có mua được. TLH còn điểm mua không còn. Cứ loanh quanh đâu đó khoảng giá 8 nó mua được. Nhưng mà con này nó sẽ chậm hơn chút bởi vì là nó đang tích nền này này. Đấy, thế nên là chờ nó vượt qua khu vực này thì nó sẽ gì? Thì nó sẽ lên mạnh được. Nhá. Chứ còn bây giờ thì nó cũng chưa lên đâu, gọi là mua để có vị thế thôi. Đấy. Chứ còn để mà nó lên ngay thì nó chưa đâu. So với lại cái con FNC thì cái hướng của con FNC là cái thế đánh nó ngon hơn. Nghĩa là khi mà anh chị tham gia, anh chị cứ nhìn thấy cái con nào mà nó có gì, nó có tích lũy là một này. Đấy. Sau đó nó có lên, nó có rũ bỏ là hai ở đây này. Đấy, và cái thứ ba nữa là nó có một cái gì, cái thế đánh là đang đi lên này, thì cứ thế mà giữ cổ phiếu. Đừng có bao giờ bán những con cổ phiếu mà nó mới có tăng có một tí này, này. Là rất là phí. Bởi vì ví dụ như là mình có gom được ở những cái khu vực bên dưới này đi chăng nữa thì mình lên đây mình bán thì cũng để làm gì đâu. Như kiểu cái đợt mà anh chị có anh chị nào bắt đáy thành công ở những cái VN-Index ở những cái khu vực này này. Những cái khu vực ở đây này. Đấy. Xong rồi bắt đầu là lên trên này chốt lời đâu đó khoảng 10-15%. Thì bây giờ là coi như là mua lại thì nó cũng y như nhau. Đấy. Bản chất là cái việc mà anh chị bắt đáy là nó rủi ro. Nhưng mà nếu mà anh chị may mắn, anh chị bắt được đáy á, thì là anh chị thành công. Đúng không? Thì là anh chị thành công rồi. Thì phải giữ được cổ phiếu. Chứ còn ví dụ như là lên đây mà thấy là cái trend giảm và kết thúc mà anh chị bán ra luôn thì chả khác gì là em chờ lên trên này em mua lại. Nó tương tự nhau. Đấy. Thì như vậy nó tạo thành thói quen thì lên trên này cũng được 15-20% là cũng chốt. Thì bản chất là cái vị thế về vốn của mình sẽ càng ngày càng bị cao ở khu vực bên trên thì nó sẽ rủi ro. Nói chung danh mục giờ hiện tại là đang xanh hết rồi. Chủ yếu là cần thời gian cho nó chạy thôi. SSC mua gia tăng được không AD? SSC mua gia tăng được. Điểm này đẹp này. Mua đi xong rồi thời gian tới nó chạy. Con này thanh khoản thì cũng khá là thấp. Nó chỉ khoảng 1-2 triệu thôi thì nó ngon. Trong thời gian tới nó chạy mạnh. Ngành chứng khoán chỉ vậy thôi mà. Đợt này Sơn Tùng mới ra bài mới hay nhỉ? Sơn Tùng nói chung là ra bài nào là hay bài đó. Em thì cũng không phải fan Sơn Tùng nhưng mà em thấy nhạc nghe khá cuốn. DDV à? À đây đánh giá con DDV có mua được không? Thật ra nó hết điểm mua rồi anh. Ví dụ như phá vỡ trend thì anh phải mua ở đâu đó khoảng giá 10 này. Khoảng vào đầu tháng 1 chứ còn lên trên cao thì không có mua nữa. Mua thì mua được. Nghĩa là cái khu vực này nó tích lũy lại ở những cái khu vực này thì mua được.
Nhưng mà cân nhắc là gì? Cân nhắc là rủi ro cao nên là đánh ít thôi, bởi vì là mình đã bị chậm tàu rồi. Cái bao giờ là một cái xu hướng của cổ phiếu mà nó đã tăng đâu đó là cỡ khoảng là gần x2 cái khoản rồi thì nó sẽ không còn là điểm mua hợp lý nữa. Đấy. Thế nên là anh chị khi mà anh chị tham gia vào thị trường, anh chị phải vào sớm là vì vậy. Và ngồi chờ. GVR. Xem thử con GVR. GVR thì giờ mua được này. Nhưng mà giờ mua là hơi trễ. Nó sẽ tích lũy nền ở đây đâu đó khoảng tuần nữa nó chạy. Còn em thì em mua ở bên dưới này rồi thì đang có lợi nhuận đâu đó khoảng 7%. 7-8% gì đó. Nói chung là mua từ cái cùng cái đợt mà ngày 16 của tháng 5 ấy thì nó là ngon nhất. Mà giữ được. Rồi rất là nhiều đội nhóm mua đi bán lại nhiều. Ví dụ như con AR này em thấy là nhiều người đánh T cộng là mua ở đây. Đấy. Xong bắt đầu là hôm nay chốt hàng về thì cũng được đâu đó là cỡ khoảng là 4-5%, thì theo đánh giá nó cũng không có ăn thua. Đấy. Chứ còn em mua ở đây thì em cứ nắm giữ. Dài. Sẽ tầm lãi khoảng 12-13%. Đấy. Mua ở quanh đây này. Ngồi chờ thôi. Giống như con VDS vậy đó. Nhưng mà form như này thì nó sẽ vượt đỉnh. Đấy. Nên là có gì đâu. Ngồi chơi. Đấy. Giờ thị trường thì ông nào cũng thấy chán nản, NVB cắm đầu đi xuống này. CTG này. Hôm trước là em có đánh mấy con T cộng ở khu vực này nhưng mà không có lãi nhiều, khoảng 2-3% mà. Tưởng quả đấy là ngân hàng lên luôn nhưng mà nó lên chậm quá. Nhìn ngân hàng đánh chán không? Anh chị nào đây giờ đang cầm ngân hàng, anh chị thấy đánh có chán không? Đi rất là chậm. Ví dụ như ở đây nó gặp cái cản chéo này thì chắc là nó sẽ cắm đầu đi xuống, khả năng cao. SSB nhìn trông chán. Vietcom thì khỏi nói. Ở Vietcom là xuống đến đây là nó sắp bắt đầu là gặp cái vùng hỗ trợ ở đây, là thị trường nó sẽ kéo lên mạnh nhỉ. Nói chung là vượt 1.300 thì theo em đánh giá cỡ khoảng 2 tuần nữa thôi. 2 tuần nữa thôi mà nó đi lình xình là nó sẽ vượt. Còn nếu mà khi nào mà nó giảm thì tranh thủ kiếm con cổ phiếu là gần vùng nền mà gom. Thời điểm hiện tại thì còn thời điểm gom nhá. Đến lúc mà nó lên mạnh thì anh chị bị chậm tàu quá. IDC chạy chậm quá nên bán không ạ? Xem nào. Con IDC rồi à? Chậm quá thì bán hàng ra bán. Chung là về dòng khu công nghiệp thì con này cũng chưa phải là một con ngon lắm. Nếu mà về khu công nghiệp thì nên đánh những cái con mà nó đang có một cái sự tăng trưởng, ví dụ như SSC này. Bởi vì là cái thị giá vốn của nó ấy, ý là cái khối lượng cổ phiếu hàng ngày giao dịch nó ít hơn. Đó. HAG điểm mua ngày hôm nay này. Hôm nào không vào mua ngày hôm nay trong thời gian tới nó vụt mạnh. Đây là cái cây nến búa ha. Đó. Gà ví dụ như là dòng cao su cái thứ là sắp tới nó lên hết đó. Anh em không vào hàng thì thôi. Coi như chậm thôi. BNA 12.5 x2 được không AD nhỉ? B gì? BNA. Được. Nhìn cái này nó phá vỡ qua cái trend giảm này thì trong thời gian tới lên mạnh lắm ha. 12.5 thì ít nhất cũng kỳ vọng được nó khoảng 24 trước. X2 bình thường con này. Lên là điều bình thường luôn. Kéo từ đây lên là cũng được X2 này. Cứ giữ nó lên á. Đây là một trong những cái mô hình name, mà mô hình name này ở đáy thì nó là một cái rất là quan trọng. Bởi vì là nó là cái sự tích lũy của cổ phiếu, và khi nó tích lũy đủ thì nó sẽ lên mạnh. Nhưng mà nó mới đâu đó là cỡ khoảng lên sàn từ năm 2020 thì nó cũng ít dự kiện. Nhưng mà cũng hy vọng là nó sẽ lên. Nhưng mà với cái form này nó sẽ lên mạnh. Chờ thôi. Anh em cái thời kỳ này á, chú ý. Lâu là có những con cổ phiếu mà nó phá vỡ trend này là nó sẽ chạy ngon này. Thiệt. Ví dụ như là mấy con như kiểu là NHA này. Thấy chưa? Nó cũng là cùng một cái form gọi là phá vỡ qua trên giảm, nó bật lên mạnh. Đấy. Chỗ này là nó mấy điểm chạm ấy, 1, 2, 3, 4. Thường là điểm chạm thứ 4 là điểm chạm sẽ ngon. Nhờ con thử xem con BNA này. Xem mấy điểm chạm. Cũng 4 điểm chạm này anh em. Chỗ này có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Thì từ sau có kinh nghiệm rồi cứ điểm chạm thứ 4 rồi bắt đầu không? À. Có con nào có cái form này nữa không nhỉ?
con TCM nè. Xem đây mấy điểm chạm anh em. Cũng là 1, 2, 3, 4. Ơ, có ra công thức rồi anh em. Cứ 4 điểm chạm anh em mà gom là hợp lý á. Thiệt. Xem nào. Có con nào nó có một cái form như vậy nữa không nhỉ? Anh em biết con nào gợi ý xem nào. 1, 2, 3, 4. Ở cái đây mô hình name thì không nói. Giờ qua sàn Upcom săn cổ phiếu 2 hôm lãi 10%. Ờ, cái đấy thì cũng được, nhưng mà có cái là nó rủi ro thôi. Ví dụ như là nó tùy vào theo từng số vốn. Ví dụ như anh em vốn nhỏ thì anh em sẽ có nhiều những cái sự lựa chọn hơn. Bởi vì cái cách mà sử dụng vốn nó nhỏ ấy thì nó dễ, chứ còn ví dụ như sử dụng vốn lớn thì nó sẽ khó hơn nhiều. Bởi vì khi mà cái sử dụng cái quy mô vốn lớn á thì nó giống như kiểu là những cái ai, ví dụ như là anh chị biết là tại sao mà ở trong một cái những cái quỹ giao dịch ấy, đấy, những cái quỹ ví dụ như khối ngoại các thứ ấy, người ta bắt buộc người ta phải đầu tư vào những cái dòng mà nó có một cái độ thanh khoản cao cũng như là số lượng cổ phiếu nhiều. Bởi vì về cơ bản là cái số tiền của họ rất lớn. Nên là nếu mà ví dụ như đánh những cái con dòng về penny là về cái thanh khoản nó không có đủ. Đấy, và cái thứ hai nữa là gì? Càng to càng khó đánh. Đúng không? Nên là cái vốn lớn ấy nó sẽ bị mất cái lợi thế về cái quy mô vốn là một này. Và mất cái lợi thế về cái sự cơ động vốn là hai. Đấy, nên là đánh vốn lớn nó sẽ khó hơn nhiều so với lại đánh vốn nhỏ. Đánh vốn nhỏ ví dụ như vốn của anh chị đâu đó khoảng từ 1 tỷ trở xuống thì đánh con gì cũng được. Nhưng mà 1 tỷ trở lên thì mình phải cơ cấu nó thật là chuẩn. Còn ví dụ như danh mục ở bên em thì em luôn luôn là cân đối giữa hai cái đó. Nhưng là có những con mà nó có đủ thanh khoản để em phải đánh. Nên là anh chị thấy là tại sao mà ở bên khối ngoại ấy, hoặc là các quỹ người ta phải đánh về những cái dòng ngân hàng. Ví dụ như đánh về dòng ngân hàng là một, hoặc là đánh về dòng VIN là hai. Ví dụ như kiểu VIX, VRE, VHM thì mấy cái ông đấy đánh có lãi đâu. Mà nếu mà quỹ mà đánh không có lãi bằng mấy cái ông mà nhỏ lẻ là chuyện bình thường. Bởi vì quỹ người ta số tiền lớn người ta không thể nào người ta đánh ấy được. Ví dụ như con SSC này mà quỹ người ta mua cái là trần liền luôn. Mà người ta đâu có ra được hàng. Ví dụ như chỗ này bao nhiêu? Chỗ này là 1 triệu 8 cổ mà nhân với 4 này. Coi như là 2 triệu đi. 2 triệu nhân với 42.000 thế nào. Ví dụ như là 2 triệu này. Nhân với lại 42.000. Thì nó ra bao nhiêu? Nó ra có 84 tỷ hả anh chị? Đấy, nó rất là ít. Đúng không? Chỗ này 2 triệu này, đó. Có 84 tỷ à? Mà mấy cái quỹ nó cả vài nghìn tỷ, thậm chí vài chục nghìn tỷ thì người ta phải đánh khác. Chứ còn mua cái con này lên trần luôn đến lúc mà rất là khó ra hàng. Mà dòng banh mới là dòng mà người ta hay đánh. Đấy. Nên là một khi dòng banh nó xả thì nó kéo chỉ số xuống ghê lắm. Nhưng mà dòng banh thì nó mới đủ thanh khoản. Ví dụ như một ngày giao dịch mấy chục triệu cổ phiếu, hoặc là Vietcom thì một ngày giao dịch một phẩy mấy triệu. Cái này ít hả? ACB này 90 triệu. CTG, nói chung là toàn đâu đó khoảng trên 5 triệu hết. Đen cái là bay màu 30-40% hàng về. Thì high risk high return đó. Về Upcom thì nó cũng sẽ giống như kiểu là mấy cái Coilis ấy. Anh chị nào mà ở bên cái tiền điện tử ấy thì anh chị sẽ biết là có những cái đợt mà Coilis lên sàn ấy. Ví dụ như Binance hoặc là những cái sàn mà nó lớn thì nó sẽ có một cái độ FOMO lên cao. Thì hên xui thì sẽ ăn được, còn không thì không kịp xả sớm thì người ta sẽ xả. Đấy. VIP chạy chưa anh em? Chả biết. Đợt trước thì em cũng bảo là con này có khả năng x2, nhưng mà nếu mà con này mà x2 thì những con kia nó phải x3, x4. Nhưng mà ai thích đánh ngân hàng thì đánh thôi. Đấy. Chờ thôi. Chứ còn em thì không có đánh ngân hàng ha. Ngân hàng là 1, rồi là khu công nghiệp là 2, rồi là cái dòng thì đầu tư công là 3, là không đánh. Năm nay mấy cái dòng liên quan đến cao su này, hoặc là
Cao su là một hoặc là cảng biển anh chị nên lưu ý, bởi vì em thấy là đợt này giá cảng biển tăng cao. Đấy là về cơ bản, chứ còn về kỹ thuật thì nó cũng là một trong những cái con mà nó đang có cái hướng đi lên mạnh. Ví dụ như kiểu là DRC là một hướng đi lên rất là tốt. Hoặc là ví dụ như là DRI đấy. Những con này này mà thanh khoản của nó cũng khá là thấp. Đấy. DPR đó, thấy chưa? Đầy con tăng trưởng ngon mà chẳng qua anh chị không có mua thôi. VGT 16.4 đánh T cộng được không tiện nữa. 16.4 đánh T cộng được. Trong thời gian tới nó lên. Còn mấy bác view SHS chu kỳ này X6 anh thấy sao hả? Lý do? Thật ra con này mà X6 thì những con mã cổ phiếu như kiểu BSI thì chắc là nó phải lên đâu đó là khoảng X10. Làm gì mà view gì mà ghê vậy? Cứ view X2 trước, ví dụ như từ 19 lên cứ 40 trước rồi tính. Chứ X6 là 6 nhân 2 bao nhiêu? 6 12 thì nó lên đâu đó khoảng 120 ngàn thì nó ở tít trên này này. Thì những con cổ phiếu kia nó còn phải lên mạnh nữa, bởi vì cơ bản con cổ phiếu này nó nặng mông. Ví dụ như SHS hoặc là SSI mà X6 thì những cái con như kiểu là CTS, FTS hoặc là BSI hoặc là VBS hoặc là AGR thì chắc là nó lên X10 luôn này. Nghe nó hơi hơi bị ngáo. Nhưng mà X2 trước thì tính sao? Còn về lý thuyết là tích lũy lâu thì một khi nó lên nó sẽ lên rất là mạnh. Nhưng mà nó còn tùy theo là thị trường chung nó như nào nữa. Chứ con này hàng năm nó lên thì nó vẫn lên tốt nhưng mà nó sẽ chậm. Nó nặng mông, ví dụ như một ngày nó có thể giao dịch đâu đó khoảng 40 triệu cổ phiếu. Có những ngày giao dịch 40 triệu cổ phiếu. Thì anh chị biết là nó nặng mông hơn 40 lần so với con BSI mà em chia sẻ với anh chị. Thì nó cần nhiều tiền lắm. Nhưng là SHS thì đừng có đánh. PC1 29 giữ được không? Dòng điện thì đánh không có ra gì đâu, đừng có đánh. Thoát hàng. TNV, TVN. Con này nó cũng đang lên, chờ nó cũng đang lên nhưng mà hơi bé một tí. Đấy. Chờ lên hết đấy. Bất động sản phải có đội lái không tiện. Bất động sản có phải đội lái không tiện là sao ta? Không hiểu. Nhưng mà ở trong cái thị trường nào nó cũng có đội lái. Kể cả ví dụ như bất động sản thì nó cũng có tay to, mà chứng khoán nó cũng có tay to. Anh em mình chỉ là ăn theo thôi. Cái khác biệt là những cái người mà ví dụ như anh chị mà đánh theo em ấy, mà tất cả mọi người đều đánh giống như kiểu em đánh ấy, thì thằng lái nó sẽ là thằng chết. Bởi vì sao? Bởi vì là mình mua ở những cái lúc mà mấy thằng lái ấy, nó mua, mà mình bán ở cái lúc mà mấy thằng lái nó bán thì có phải là nó chết đâu. Ai rảnh mà cứ đi kéo cổ phiếu lên mãi, sau đó là cơm cứ ăn theo. Ví dụ như là nó gì, ví dụ như anh chị bật cái chart nhỏ nhỏ ra anh chị đây, phá vỡ trend đấy, lúc đấy thị trường như này đấy, thì anh chị đặt cược vào đấy. Ví dụ như vào đây mua BSI giá 15 16 xong rồi ngồi chờ xem sao. Còn ví dụ như 10% cắt lỗ, một là gì lỗ đâu đó 10%, hai là gì, hai là mình ăn lớn thì cược thôi. Đấy. Và mình cứ giữ từ lúc này đến khi nào mà gì, đến khi nào nó phá vỡ qua cái trend này này thì bắt đầu thoát, hoặc thị trường chung nó sập thì bắt đầu thoát. Đấy, thì nó sẽ hay hơn. Thì lúc đấy là ai mà cũng đánh như vậy thì thằng lái nó sẽ là thằng chết, bởi vì nó kéo cổ phiếu nó lên mà. Nó cố tình nó kéo cổ phiếu, anh chị thấy nó phát hành đầy ra không? Đấy, phát hành thêm cổ phiếu rồi là chi trả cổ tức các thứ đồ để gì, để mấy nhà đầu tư FOMO vào đó. Đấy. Chứ còn về bản chất là sao? Về bản chất là anh chị cứ mua và nắm giữ là ngon nhất. Chứ đừng có mua ra bán rô nhiều. Ví dụ như từ tháng 3 năm ngoái cứ ngồi yên là cũng 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 được x3 tài khoản này. Bất động sản thế. Bất động sản nhiều người hay đánh theo kiểu là lướt sóng bất động sản ấy, thấy có ăn được mấy đâu. Nhưng mà ông nào cứ mua ở vùng ven xong ngồi chờ vài năm thì lại có ăn. Mà nó đỡ mệt. Nhưng mà về thanh khoản thì bất động sản không bằng cái này được. AD nhận định hộ ELC 27.5 liệu có lên được 30 không ạ? Vừa mua hàng hôm nay. Xem nào. Lên được bình thường.
nên là bình thường. Nhưng mà con này đánh T cộng thôi, chứ còn về điểm mua là nó không đẹp. Điểm mua là phải bèo bèo mua được ở đây như thế này này đấy. Nó mua ở gần cái vùng nền này nhất này, chứ còn ở trên này thì nó quá cao rồi. Nói chung là giữ thì nó cũng sẽ lên hết, nhưng mà mình không nên đánh như vậy. Chỗ này ví dụ như phá bước qua trên giảm thì anh chị vào ở đây là được này. Cảm ơn anh Nguyễn Tấn Vinh ha. Đấy, vào đây là đẹp. Anh chị thấy vùng nền này chờ lâu không? Tính từ đây là chờ mất 3 tháng. Thì ví dụ như anh chị không muốn chờ thì anh chị sẽ gì? Anh chị sẽ phải phân tích một chút. Ví dụ như là ở đây thì nó là gì? Là mô hình hai đáy chẳng hạn. Thì anh chị sẽ kẻ một cái chen như này. Khi nào là phá vỡ qua trên giảm mà thị trường lúc đấy nó sẽ như này này. Đấy, thì bắt đầu là vào ở đây thì là đẹp. Đấy. Có nghĩa là không phải chờ. Đương nhiên là giá nó cao hơn so với ở đây. Thì cái đấy là tùy phong cách của từng người thôi. Chứ còn lên trên cao thì nó vẫn lên, nhưng mà nó tạo cho mình một cái thói quen xấu, sau mà cứ dễ dãi lúc chỗ nào cũng gom được thì nó sẽ không hay. AGR cầm 21 rồi, 21 sao mà ổn được, gọi là tạm chấp nhận được thôi, chứ còn gom ở 19, 20 này cứ giữ thì nó lên nữa. Anh em nào đang chưa có một phương pháp đầy đủ hoặc là cái phong cách thích cái phong cách đầu tư của em thì hiện tại thì ở trong nhóm của em thì đang còn điểm mua, nên là anh chị nào mà đang cần hỗ trợ thì mình có thể vào nhóm của em ha. Anh chị có thể ấn vào phần avatar bên góc bên trái có chữ Ngọc Thiện, ấn vào bên đấy 2 lần, sau đó thì vào cái hồ sơ cá nhân của em thì mọi người sẽ thấy là nó ở bên dưới này, bên dưới phần cho đi là còn mãi sẽ có phần này đó, và mọi người sẽ có cái phần là gì, room cộng đồng ở đây nhá, thì mời mọi người tham gia vào ở đây thì khi mà thị trường nó hoạt động thì em sẽ mở chat cho mọi người có thể chat ở với nhau, cũng như là mọi người có câu hỏi thì có thể hỏi em trực tiếp ở đó. Còn khi nào có duyên thì sẽ đồng hành là khách hàng của em nhá. SCR hôm nay gom được không? SCR nó có gì đâu mà gom anh chị, nó chen giảm mà đánh gì. Tốt nhất là anh chị nên vào học cái khóa coaching của em. Sau đó thì anh chị sẽ biết cách tự phân tích. Ví dụ như ở đây nó sẽ có là một đáy này, hai đáy này, ba đáy này. Thì thường cái đáy thứ tư sẽ là cái đáy bật lên mạnh. Thì anh chị sẽ chờ đâu đó khoảng giá 6 này anh chị vào gom là đẹp. Thì nó bật lên, nó sẽ bật lên mạnh. Nói chung là năm nay thì anh chị sẽ thấy là cái sóng của năm nay nó sẽ là sóng tổng thể. Đấy. Và sóng tổng thể thì nó sẽ cực kỳ mạnh. Giống như kiểu năm 2020 vậy đó. Đến năm 2022. Nên là anh chị nào mà đang chưa có gom được hàng thì gom sớm đi nha. Chứ còn sắp tới là thị trường khả năng lên mạnh lắm đó. Năm nay thì em vẫn đang chờ cái lúc mà mọi người FOMO nhất thì em sẽ rút dần hàng ra. Chứ bây giờ thì chưa thấy gì. Con pet hôm nay đánh thế ổn không? Ổn, bình thường. Nó có dòng tiền đi vào đấy. Con này nó đang phá vỡ qua tích lũy và đây là đẹp nhất này. Chờ thôi. Con này target ít nhất phải là 60. Nói chung là anh chị cứ đánh theo em là được. Có gì đâu. Chẳng qua là anh chị có giữ được cổ phiếu hay không. Nói đi nói lại là mua cổ phiếu xong rồi ngồi chơi mà không có làm được. Chán ghê. Anh em thì cái cách mà em đánh cổ phiếu nó có đơn giản mọi người. Nghĩa là mua cổ phiếu xong bắt đầu ngồi chơi mà không có làm được. Cứ phải ra rô tí cho nó ác liệt nhỉ. Xem hôm nay nhà đầu tư nước ngoài nó làm gì. Xem cho vui nhỉ. Xem VN Index nhỉ. Quay sang đây tí cho mọi người coi ha. Chỗ này đang nhà đầu tư nước ngoài này mua 43.000 tỷ. Đấy. Bán 90.000 tỷ. Âm 47.000 tỷ. Ôi gì mà hôm nay nó bán ghê vậy ta? Đây là khối lượng mà. À đây, số tiền này. Lộn. Chỗ này là khối lượng mua là 43.000, khối lượng bán là 90.000.
tổng khối lượng mua bán là âm 47.000 tỷ, 47.000 cổ phiếu. Đấy, mua là 1.100 này, bán 3.000. Càng ngày nó càng bán ha. Đấy, ví dụ như ở đây này bắt đầu nó bán dòng, thi nhau bán dòng, bán dòng. Xem hôm nay này. Đấy, bán dòng tiếp. Đấy. Xem lịch sử giao dịch của mấy ông này nhé. Lịch sử giao dịch khối ngoại. Hôm nay nghiên cứu mấy cái này cho vui đi. Chứ nhìn đồ quá chán rồi. Gì đây? Ừ. 11 tháng 6, 7 tháng 6 này. Giá trị khối lượng này. Cái này nó không có cái biểu đồ ha. Thống kê đặt lệnh khối ngoại. Cái này mà nếu mà nó có biểu đồ thì nhìn dễ hơn. Để em coi cái xem có cái nào có biểu đồ. Cái đợt mà năm tháng 3 của năm 2020 á, bọn nó bán nhiều lắm. Ôi xem mấy cái này nhức đầu mọi người. Bảo mọi người xem cho vui thôi chứ xem này nhức đầu. Con ORS có đánh giá ổn không? Đây ổn bình thường. Nhưng mà con đấy nó đi hơi nặng mông. Con ORS này đi hơi nặng mông nhưng mà nó cũng sẽ lên. Con này thì nó rơi vào đầu. Nó ngang ngang với AGR ấy. AGR nhẹ hơn tí thôi. Chứ nó cũng lên tốt. Ơ bình thường 7:30 AD nghỉ rồi nay like lâu vậy. Nay 7:30 bắt đầu like mà. Gì ấy? Giờ mới like được có 41 phút mà. Ai mà like lâu được. Like lên đây ngồi chém gió. Anh chị nhìn thấy dòng về điện này nhìn trông chán không? Cái cách người ta làm một việc này, bằng cái cách là người ta làm mọi việc. Cái cách mà nó đi lên gì trong một chu kỳ là cái cách mà nó đi lên trong nhiều chu kỳ khác. Thế nên là nhìn nó sẽ chán. Xem con VEA này. Anh chị nào có VEA không? Nó tích lũy đâu đó là cỡ khá là lâu nhỉ. Con này tính ra tích lũy 3 năm. Điểm này điểm mua đẹp nhất này. Đang có cái thông tin. Cái này lên thì nó đưa lên thì nó bị flop. Nhưng mà để yên em đọc cái tin này xem nào. Tại vì nó có cái số ấy, cái địa chỉ các thứ ấy, nên là lên Vinlife sẽ bị flop. Nội dung thông tin công bố miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Mai Phương. Ngày 10 tháng 6, Hội đồng Quản trị VAM đã ban hành nghị quyết này. 10 tháng 6, ngày hôm qua đó. Nói chung là tin này thì nó cũng xấu cho cái VEA. Nhưng mà mọi người không cần phải đánh theo tin. Mọi người cứ theo cái xu hướng của cổ phiếu lên. Đấy. Kể cả mai cho nó sàn xuống tận dưới này thì ngon. Đấy. Con này thì em cũng không có hàng. Em đang chờ nó sàn mạch đi thì em còn ngon. Giờ cổ phiếu sàn nó mới tốt. Gom khi mà thị trường chán nản nó sẽ ngon hơn là anh chị cứ gom khi mà thị trường nó tăng. Đấy. Anh chị không tin anh chị cứ thử đánh như vậy mà xem. Bởi vì là như này, ví dụ như là con VDS đi chẳng hạn. Ví dụ như là anh chị mà đánh theo kiểu phương pháp của em, đánh theo trend ý, thì phá vỡ trend thì vào đây là rất là tốt này. Còn thường khi mà cổ phiếu mà nó cứ sàn ý, thì đánh sẽ ngon. Đấy, ví dụ như DigiWorld này. Đấy. Hôm trước mà nó ngày 24 tháng 5 nó làm cây gần sàn này, anh chị vào mua thì có vị thế rất tốt này. Ví dụ như em thì em cũng mua loanh quanh ở đây à. Ví dụ như ở đây là phá vỡ trend đúng không? Ngày 16 á, là em mua ở đây này. Đấy. Thì nó cũng ngang ngang với lại cái cây sàn ở đây.
thì bây giờ cũng đang có lợi nhuận đâu đó cỡ khoảng là 6%, 6-7% gì đó. Nó đang tích nền này, trong thời gian tới lên mạnh. Đấy. Nói chung là em cũng nói khá nhiều về những con cổ phiếu mà em đã mua rồi, thì anh chị đều biết là em đã có những con gì. Thì cũng đang chờ lên đây. NKG hôm nay tưởng vượt đỉnh mà không ăn thua cả nhỉ. Anh em nào mua thép ngày hôm nay vớ vẩn là đói. Anh em nào có thép không, comment này nào. Bạn ơi, mình bận cái kia đi bạn. Em muốn biết hả? Ây da. Ai. Cuộc sống nhà đầu tư yên bình quá. Chắc là em phải bảo khách hàng bán hết cổ phiếu ra để mua lại thôi. Chứ thấy mọi người càng ngày càng không quan tâm đến thị trường rồi. Nhờ. Anh chị có thấy có cái cảm giác đó không? Nghĩa là sẽ đến một cái lúc nào đó mọi người sẽ càng ngày càng không quan tâm đến thị trường nữa. Như kiểu em thấy là ví dụ như ai vào phiên live của em á, chủ yếu là những cái người mà người ta người mới, hoặc là người ta đang có hàng hoặc đang gặp cái vấn đề gì đó trong cái việc mà gom hàng. Còn khách hàng của em thì bây giờ có lãi hết rồi thì người ta ngồi yên, người ta chả quan tâm đến em nữa. Người ta bơ em luôn. TVN 24% cứ giữ đi. Con này phá vỡ trend vào đẹp này. 24% thế nào. Ghê à, 24% là gom đúng đáy luôn á. Chỗ này là còn nó có 3 điểm chạm và 4 điểm chạm này. 1, 2, 3, 4. Anh em mà sau cứ canh lúc nào là 4 điểm chạm là ngon ha. Chỉ là mất lãi đi một vài phần trăm hả? Là sao ta? Nói chung là anh em không là khách hàng của em trong thời gian tới. Ý là nếu mà lưu ý, nếu mà lưu ý mà có cái ý định là trở thành khách hàng của em á, thì vào là phải vào sớm, và thời điểm này thì vẫn còn cơ hội. Còn nếu mà anh chị mà cứ vào sau, em nói thiệt với anh chị là anh chị vào sẽ bị ngợp á, thiệt. Bởi vì là bây giờ lãi hết rồi mà anh chị còn chưa vào thì cỡ khoảng tuần nữa thôi, hoặc là cỡ khoảng anh chị bây giờ mà anh chị gom hàng ấy, cỡ khoảng một tháng nữa anh chị nhìn tài khoản của anh chị nhìn thì sẽ thấy rất là khác, nó tăng lên nhiều vô kể luôn. Đấy. Ví dụ như con VDS là ngày 16 là em gom ở quanh đây này, thì đến bây giờ là khoảng là ai mà vào sớm thì khoảng 30%, còn vào muộn một tí là khoảng 28%, thì có nghĩa là một tháng nó lên được đâu đó khoảng 30% này, thì đâu đó khoảng 3 tháng là x2 rồi. Blogger mà không cho khách hàng bán chắc là ông Thiện làm vì đam mê. Em làm vì mê tiền. Em bảo với anh chị rồi là cái phí giao dịch ấy, nó không có đáng bao nhiêu hết. Bởi vì em cũng không có quá phụ thuộc vào cái việc mà phí giao dịch của khách hàng. Ví dụ như là có rất nhiều người, nói chung là không phải là ai cũng vậy, nhưng mà em thấy là có một số người làm trong nghề thì có nghĩa là cái doanh số này, em chia sẻ với anh chị một chút nha. Ví dụ như là cái doanh số của em á, đấy, nó sẽ bằng với lại là cái đầu tiên là nó sẽ bằng với lại là cái số lượng khách hàng đấy nhân với lại là gì, nhân với lại là cái số vốn của khách hàng, người ta gọi là NAV đấy, xong rồi với lại là nhân với lại là cái số vòng quay của khách hàng, có nghĩa là mỗi lần khách hàng mua bán đó, đấy gọi là số lần quay đấy. Thì thường những cái bạn mà mới làm, hoặc là những ai mà người ta muốn gì, muốn có doanh số cao ấy, thì người ta sẽ có một cái suy nghĩ rằng là người ta phải làm sao để cái số lượng vòng quay vốn này của khách hàng thật là nhiều thì người ta sẽ có được nhiều doanh số cao.
Nhưng mà về bản chất thì cái tư duy là không có đúng và nó rất là ngắn. Nó giống như kiểu là chứng khoán mà cứ nhìn hôm nay với ngày mai thì sẽ không đánh tăng lên. Bởi vì sao? Bởi vì hôm cho bạn bé xem chẳng hạn. Đấy thì tự nhiên cái số lượng khách hàng này khi giới thiệu nó sẽ tự tăng lên. Đấy, và khi mà anh chị có lời thì cái khả năng mà anh chị gì? Anh chị dùng cái số tiền nó lớn hơn, anh chị nạp vốn vào để anh chị đầu tư nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đấy, thế nên là em không có tập trung vào cái số lượng vòng quay này mà em tập trung vào số lượng khách hàng là chính. Đấy, thế nên là khi mà khách hàng có lời, khách hàng sẽ tự giới thiệu. Cái đấy mới gọi là cái hay và mình nhìn dài ra một tí. Chứ còn ví dụ như vào số lượng vòng quay thì anh chị, ví dụ như anh chị đầu tư mà không có lời chẳng hạn, hoặc anh chị bị lỗ, hoặc là anh chị bị chịu phí quá nhiều thì anh chị cũng sẽ rời xa. Đấy. Thế nên là nhìn dài ra một tí thì nó sẽ ngon. Giống như cổ phiếu này, ví dụ như cứ nhìn là ví dụ như hôm nay nó giảm mai nó tăng này thì không có bao giờ đánh được, nhưng mà cứ nhìn cái chu kỳ của nó đi lên thì là ngon đấy. Đấy. Duy Phí, hello ông em. Hello anh. Ít khách mới cần xoay mua bán nhiều. Thật ra đấy là những người mà người ta quan tâm đến quá nhiều cái lợi ích trước mắt thôi, chứ còn về lâu dài thì không có bao giờ giữ được khách hàng. Cảm ơn bác sĩ Trứng nhé. Nay tưởng chứng sàn để gom mà mỗi con chỉ âm 1-2%. Hello cụ Thiện. Hello. Ê, tí qua bên Bình Thạnh đánh bia. Tí qua bên Bình Thạnh đánh bia. Tí đi này. Có một cái ấy mà em muốn chia sẻ với mọi người là mọi người khi mọi người tham gia vào thị trường á, cái mục tiêu của mọi người nó sẽ quyết định đến cái cảm xúc của mọi người. Mọi người có tin không? Ai tin comment cho em số 1 này, còn không tin comment cho em số 0 này. Không biết đánh, lát đi tập gym rồi anh em đi nhen. Ok. Livestream xong rồi tí đi đánh VR mọi người. Tin không? Nghĩa là cái mục tiêu của mình nó sẽ quyết định cái cảm xúc của mình khi tham gia đầu tư ấy. Nó quyết định nhiều lắm. Anh em tin comment số 1 nào. Hôm nay ít người xem rồi, mọi người comment cho em vui đi. Ví dụ như này này. Tại sao mà mọi người có thể thấy là khi mà em live stream á, hay là khi mà em nói chuyện với mọi người á, em rất là thoải mái trong cái việc mà thị trường nó có tăng hay có giảm. Bởi vì đơn giản là em có vị thế. Và cái đơn giản nữa là khách hàng em có lời, em không bị gì, không bị gọi là bị tâm lý. Và cái thứ hai nữa là cái góc nhìn của em khi mà đánh chứng khoán á, là ví dụ như là con VDS này là em vào ở những cái khu vực đâu đó khoảng 20 thì cái mục tiêu của em ấy nó là 40. Đấy. Thì hôm nay kể cả nó có lên hay nó có xuống thì nó cũng chả quan trọng. Bởi vì là xu hướng của cổ phiếu nó đang đi lên. Đúng không? Thì cái mục tiêu của mình là chờ lên 40 giờ mình sẽ xem xét chốt hay không. Đấy, chứ không phải là gì, không phải là ở nhìn hôm nay xem nó có sàn hay nó có trần hay không. Ví dụ như kể cả ngày mai nó lăn ra nó sàn cũng chả ảnh hưởng gì. Đấy, bởi vì mục tiêu của mình trên này. Thế là mình cứ nhìn lên trên này, khi nó lên trên này bắt đầu tính. Còn không thì cứ kệ nó. Đấy. Thế nên là nếu mà cái mục tiêu của anh chị mà nó quá ngắn á, thì cái cảm xúc của anh chị sẽ bị chi phối rất nhiều. Rằng là ví dụ như là anh chị gom hàng ở đây chẳng hạn, ví dụ như anh chị trong cái thời kỳ trước mà anh chị gom hàng ở đây chẳng hạn, mà những con cổ phiếu của anh chị nó không tăng trong khoảng thời gian đâu đó là cỡ khoảng vài tuần, ví dụ như đâu đó khoảng 2 tháng đấy chẳng hạn, thì anh chị sẽ thấy sốt ruột. Nhưng mà do cái mục tiêu của anh chị chỉ là 5-10% anh chị lên trên đỉnh anh chị chốt này, thế nên là anh chị không có chờ được. Chứ còn về bản chất là cứ chờ nó lên à. Đấy. Thay vì ví dụ như mình mua 17 đây này, thì mục tiêu mình là gì, 34 đi, đúng không? Đặt mục tiêu lên đến 34x2 thì bán đi. Thì lúc đấy là sao, nhìn cái thị trường nó có tăng hay giảm kệ nữa. Nhìn xu hướng nó lên là ngon. Thế là xong. Thì đấy là cái cách mà em thường để cho cảm xúc của mình nó thoải mái và nó không bị chi phối. Đấy, nhìn dài ra. Đấy. Đấy, ví dụ như nhiều anh chị bảo con HAH này này. Đấy. Đợt trước em bảo là anh chị gom ở đây xong rồi anh chị cứ giữ là nó sẽ lên đúng không? Nhưng mà đâu có ai giữ được. Hôm nào cũng thấy ông nào vào hỏi là HAH có như này được không, có như kia được không,
cuối cùng là em mới bảo giữ, nhưng mà có giữ được cổ phiếu đâu. Đấy. Ví dụ như anh chị sẽ thấy là trong cái thời gian tới con BSI nó sẽ lên rất là mạnh. Nhưng mà để mà cho nó lên được đâu đó là cỡ khoảng x2 lên trên này ấy. Những cái người mà giữ được lên trên này chắc là chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí nó còn rất là ít. Đấy. Nên là một khi đã vào con này, mục tiêu của mình trên này này, thì mình cứ giữ xem là nó có lên được hay không nhá. Chứ đừng có bán quá sớm. Bán quá sớm là nó không mua được đâu. Đấy. Ví dụ như trong cái thời gian tới mà ví dụ nó lên trên này này, đấy, xong rồi nó có làm kéo xuống đây này thì cũng đừng có bán. Đấy, cũng đừng có bán. Cùng lắm thì sao? Cùng lắm thì cầm gì, cầm tiền đi về, chứ có bị lỗ đâu mà lo. Đúng không? Lãi là của thị trường mà. Đấy. Thì ví dụ như bạn lỡ bán ở đây rồi đến lúc nó bọt lên đây thì coi như là cái vị thế mình ở đây thì từ 90 lên 180 nó còn lâu lắm. Đấy. Nhưng mà ví dụ 60 lên 120 thì là đều có thể. Thì vấn đề ở đây thì nó là cái góc nhìn. Ừ. Nên là cứ thoải mái tinh thần đó. Sống có được mấy đâu đâu mà áp lực. Anh chị nhỉ? Nhớ. Ví dụ như là em 24 tuổi thì chắc là cứ mà đặt mục tiêu 90 tháng nữa thôi, anh chị sẽ quay trở lại, anh chị xem lại cái video này, anh chị sẽ thấy là những con cổ phiếu nó lên cực kỳ nhiều. Một tháng lên 30%, 40% là chuyện bình thường. Cơ bản đầu tư chứng khoán khó là, thật ra là khó là tại tâm nhá. Đầu tư chứng khoán khó là tại tâm. Tâm lý mà không ổn định thì tốt nhất là đừng có đánh nhá. Nhiều người vào xem live của em mà mới vào xem thì coi như là tàu hỏa chấm ba luôn. Bởi vì là tư vấn chứng khoán thì không tư vấn. Tư vấn chứng khoán không tư vấn, toàn nói chuyện đâu đâu mà. Anh em có câu hỏi thì để kể không? Để em quay cái mặt lại cho coi. Chờ chút. Để gần quá ta. Anh em có câu hỏi nào hỏi không? Hỏi ngồi nói chuyện tí cho vui đi chứ. Có mỗi câu chuyện hàng ngày cứ nói đi nói lại, nói hoài chán. Bảo nắm giữ cổ phiếu không nắm, cứ suốt ngày đi bán. Áo đẹp nha. Đều. Áo áo gì Tommy đồ đó. Thật ra thì em không thích áo trắng lắm. Bởi vì là em rất là lười. Ví dụ như mấy cái áo này là phải giặt tay, chứ còn ví dụ như vứt vào máy giặt thì nó lại bị nó cũng giống màu cháo lòng phết rồi đó. Nhưng mà lười á. Lười không có giặt tay. Thích mặc mấy cái áo màu đen đen hơn. Mạng này nét rồi anh em nhỉ. Này băng thông của nước ngoài, hoặc là YouTube bé, hoặc là phở bò thì cũng y chang như vậy. Thế nên là em phải lắp cái mạng nào đó nó có cái băng thông của nước ngoài á. Thì nó mới mượt được. Nay làm quả mạng phí lắp đặt mất khoảng 300 ngàn. Nay chắc anh chị xem ngon rồi đúng không? Đấy. Kiểu vậy. Đầu tư. Nhìn giống học sinh quá, trẻ và giỏi. Ơi, em cảm ơn nha. Đừng nói vậy, em thích lắm. Anh em nào thích đánh Mia, hôm nào làm kèo đánh Mia nha. Sau đó thì lại kể tiếp. Sau đó thì định lắp mạng Viettel và thấy cái bên kia nó cứ bắt buộc là phải sử dụng trong vòng 6 tháng này, hoặc là ví dụ như là nó không có cho mình dùng thử, hoặc là ý là em cũng không biết được là cái mạng bên này nó có mạnh hay không. Thế là em thấy lằng nhằng quá, thế là em chuyển sang của FPT. Thấy FPT là nó có băng thông quốc tế, là gói min là cũng phải 3 Mbps ấy, thì nó cũng rất là ok. Anh em dùng của VNPT cũng được, dùng của FPT cũng được. Nhưng mà FPT thì nó có một cái modem 6 ấy, thì nó có cái độ phủ nó rộng hơn này, cũng như là cái độ ổn định nó tốt hơn. Thì dùng nó cũng ok. Em thấy nó cũng mượt. Mới dùng thì cũng không biết sao. Nhưng mà cứ vậy trước đã.
Mà cũng có thể là hôm nay thì em sử dụng mạng khác nên là TikTok nó chặn. Kệ, để đấy xem sao. Ơi. Anh em có con nào lãi được khoảng 50% nhá, thử comment nào. Đang mong muốn là xem là có ai lãi được 50% không. Ơi, đánh chứng khoán mà thấy mọi người lãi ít quá cũng buồn. Đánh chứng khoán á, để mà đánh tốt thì là dành cho người lười. Tốt nhất là anh chị cứ lười đi là được. Cái này em nói trêu nhưng mà đấy là sự thật đó. Bởi vì sao? Bởi vì là ví dụ như là anh chị mà đi đi làm hoặc anh chị làm một cái công việc gì đó thì cái khả năng là nếu mà anh chị cứ làm nhiều thì anh chị sẽ có nhiều tiền. Ví dụ như anh chị mở quán đi, thì thay vì anh chị mở một quán thì anh chị mở nhiều quán, anh chị điều hành thì anh chị sẽ có nhiều tiền, khả năng cao. Nhưng mà đối với chứng khoán là anh chị cứ mua bán nhiều thì lại không hay. Hoặc là CTS, FTS hoặc là BSI hoặc là anh em nào có bạn bè mà đang đầu tư chứng khoán mà người ta bị thua lỗ ấy nhỉ, thì nhớ giới thiệu cho em cái nhé, chuyên gia cứu sinh những cái tài khoản bị thua lỗ. Mong là cái chu kỳ nó sẽ kéo dài lâu lâu một tí thì anh chị sẽ có lợi nhuận tốt. Vào GL ổn, không AD ổn, cứ giữ đấy là được. Nó đang xây xây nền tốt đó. Con nào càng xây nền mà anh chị càng thấy cảm giác nhé, khi nào mà anh chị mua cổ phiếu mà cái cảm giác của anh chị là kiểu nó cứ lên chậm 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 á, nhưng mà cái xu hướng của nó đang lên thì anh chị phải giữ được cổ phiếu, đừng bao giờ bán ra. Đừng bao giờ bán. Với lại là chăm chỉ mà học đi trời. Em chắc thời gian tới chắc em đóng khóa coaching. Anh em ở đây có ai mà học qua khóa coaching thì thử comment nào. Hoặc là có ai mà học hết 11 bài chưa thì comment nào. Để xem là có nhiều người xem không. Không xem thì đóng luôn. Đang giữ pet ổn không ổn? Cái quy mô thì nó sẽ khác về cái số lượng cổ phiếu gom. VIP thì cũng được nhưng mà nó sẽ chậm. VIP thì nó sẽ được. Nên đi giúp mình con VSC 22.3 nhé. VSC. Con này nó đang tích nền nên là chờ nó sẽ lên. Dạo này thấy mọi người đánh mấy con về cảng nhiều ha. Tôi con SAB thì thôi khỏi đánh em ạ. Mấy con này nó chán đời lắm. Đánh con đánh con SAB giống như kiểu là em gặp một người đàn ông là nó tệ. Ví dụ như là cuộc sống đang ổn định đúng không? Gặp một người đàn ông là nó rất là tệ thì nó sẽ làm cuộc sống của em đi xuống. Thì SHB nó cũng là một con như vậy. Khi mọi người sẽ vào trong đó thì mọi người sẽ có thành nhóm cộng đồng. Thì mọi người vào tham gia. Khi mà thị trường mở cửa thì em sẽ mở chat cho mọi người có thể nói chuyện được với nhau. Có cái là thường ấy, thường là người mới thì hay có một cái như này này, là thường hay đi xem những cái bài ở trên mạng xã hội là một, thường hay đi đọc báo là hai, và thường vào rất nhiều room là ba. Đấy, bởi vì là
Em cũng đã từng như kiểu anh chị là sao, là cứ nghĩ rằng mình vào nhiều room là mình sẽ có những cái thông tin nó nhiều lên thì nó sẽ tốt cho cái quyết định của mình. Hoặc là ví dụ như mình xem con này thấy trên mạng người ta khoe lãi nhiều thì mình cũng nghĩ là mình sẽ vào con đấy, mình sẽ có thể ăn được những cái lợi nhuận giống như kiểu họ. Hoặc là mình sẽ xem tin tức là ví dụ như tin tức tốt thì mình mua vào, tin tức xấu thì mình bán ra. Nhưng thực chất đánh như thế không bao giờ đánh được chứng khoán. Đánh chứng khoán là khi mà anh chị không quan tâm đến thông tin, không quan tâm đến thằng kia nói gì hết thì nó sẽ là ok nhất, để cái tâm mình nó tĩnh nhất có thể. Đấy. Nhưng mà nếu mà anh chị mà đánh mà vào nhiều room quá thì coi như là đứt, bởi vì sẽ bị lú. Em đã từng gặp những cái người mà người ta vào đâu đó khoảng 10 room và là khách hàng của em nhé, nhưng mà không gom theo những cái con mà em gom mà gom theo những cái con khác, dẫn tới là gì? Dẫn tới là có khả năng bị thua lỗ cao và người ta cũng không hiểu tại sao người ta gom đó, mà những con đấy rất là bé tí ấy. Bởi vì có những room người ta sẽ đánh theo kiểu dòng penny ấy. Thì nó sẽ nguy hiểm. Trong thời gian tới thì anh chị tập trung vào mấy cái con về dòng về cao su, dòng về phân bón, ví dụ như DPM, hoặc là ví dụ như là xem có con gì nữa ta, DGC, DPM, DGC thì hơi nặng bông. Ví dụ như con LAS cũng được này, nhưng mà LAS thì cũng được. Nếu mà dòng phân bón đến LAS ngon đó. Hoặc là CSV. Đấy, bởi vì là con đấy nó nhẹ bông. Còn ví dụ như mấy con như kiểu DGC, DCM, DPM hoặc là BFC thì nó nặng hơn. Thì nó sẽ đi lên chậm. ORS mua mới được không? Con đấy hết điểm mua đấy. Hết điểm mua đấy. Ok. Dòng thép thì sao đây, dòng thép trong thời gian tới nó cũng lên đấy, năm nay lên hết từ từ thép này, từ bất động sản. Anh chị khi nào mà thấy thép lên này, thấy bất động sản lên là cả dòng nó đi lên đấy. Đấy, rồi là phân bón nó sẽ lên, đạm các thứ cũng lên hết, rồi là về vận tải cũng lên, cảng biển cũng lên, nói chung là tất cả các dòng nó đều lên hết, chủ yếu là anh chị có giữ được cổ phiếu hay không thôi. Nãy hỏi ai học hết 11 bài chưa, chưa ai học thì chứng tỏ là cái livestream này không có khách hàng nào vào xem này. Ơi, mấy khách hàng nó yên bình quá rồi. Chắc là phải bán bớt hàng ra rồi vào mua lại thôi. Trong cái đợt cỡ tháng tháng 3 ấy, tháng 3, tháng 4 của năm 2024 ấy, có thể là người ta mua ở trong những cái đợt đấy người ta bị thua lỗ nhiều, thế là dẫn tới là người ta bị rời bỏ thị trường. Nhưng mà một khi mà nó vượt qua 1.300 cái là người ta sẽ là những người ta đu lại. Đấy. Hưng Phấn là đạt tỷ lệ bao nhiêu, đạt bao nhiêu tỷ với em? Nếu mà năm nay mà theo em dự kiến là những cái con mã cổ phiếu về 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 banh nó đi lên tiếp này, với lại là những cái con ví dụ như cả Masan ấy mà nó kéo lên cái thì năm nay sóng sẽ rất to, sóng sẽ rất to. Còn về tính ra số tiền thì dự kiến là cỡ khoảng 2 tỷ rưỡi đến 3 tỷ, thậm chí là 3 đến 4 tỷ đô. Ví dụ như cái năm mà năm 20 là cái năm mà năm 2020 ấy, có những lúc cái thị trường đã lên được đâu đó là cỡ khoảng 2 tỷ rưỡi đô, có nghĩa là cái thanh khoản của thị trường lên khoảng đâu đó khoảng 50 60 nghìn tỷ. Đấy, thì năm nay thì nó sẽ cao hơn. Nói chung là cứ
cứ mỗi năm mà khi thị trường lên thì bao giờ cái thanh khoản nó sẽ cao hơn nhiều so với những năm trước, ít nhất là lên khoảng 1,5 lần. Thì anh chị cứ thấy khi nào mà thị trường lên khoảng đâu đó là cỡ 60.000 tỷ đến 80.000 tỷ thì anh chị có thể rút dần dần ra. Lúc này, lúc nào mà khi nào mà anh chị mà đi ra quán trà đá này cũng thấy là mấy ông nói chuyện với nhau á, hoặc là bà trà đá bà cũng biết là hôm nay thị trường chứng khoán tăng ha, con này tăng ha thì khả năng thị trường nó sẽ đạt đỉnh. Đấy. Kiểu là ông nào cứ hay đi cà phê nói chuyện về chứng khoán rồi đó. Thì khi nào bà trà đá biết thì thị trường khả năng vượt đỉnh, đạt đỉnh. Thanh khoản nó sẽ lên cao. Đấy. Và cái độ hưng phấn nhiều. Và để hưng phấn thì ví dụ như hôm nay mua thì ngày mai sẽ có lời thì là về hưng phấn. Đấy. BCG chả ổn không anh ổn. Cứ giữ thì nó lên. Cứ giữ thì nó lên hết. BSI này ngon luôn à? Ngon chứ. Chưa đâu. Khi mà nó vượt qua những cái khu vực đấy thì nó còn ngon hơn nữa. Anh chị chưa thấy cái độ điên của cổ phiếu đâu. Cổ phiếu một khi nó đã điên rồi nó không cho mua. Nếu như có con VDS thì đâu còn để mua nữa đâu. VSC ổn không? AD 21.2 ổn, cứ giữ nó lên đó. Vic em xem nó còn lì tới mức nào em? Em chả biết. Nói chung là mọi người đến với em thì cũng nhiều khi là cũng vì con Vic, mà đi với em cũng vì con Vic. Bởi vì con đấy thì nó cũng là một cái con ngon, nhưng mà về cái độ nặng mông thì nó nặng hơn những cái con khác. Thế nên là nếu mà anh chị mà có gom vick cùng em, hoặc là nó mãi nó không chạy, thì anh chị có thể cơ cấu sang những cái con khác, ví dụ con BS. Nửa cơ ổn không ổn, mấy con đấy cứ giữ nó tăng. Nửa cơ gửi anh lãi được nhiều rồi, bao nhiêu phần trăm rồi. VPS thì nó đang xây nền, nó cũng lên. Nói chung là về dòng, ví dụ như dòng về dầu khí thì em không khuyến khích mọi người đánh, bởi vì nó quá là gì, nó quá là chậm. Nó quá là chậm. Nên đánh những cái con nào mà nó đi nhanh hơn một tí, chứ còn đánh những cái con chậm như vậy thì đánh nó chán lắm. Không phải là nó không lên, mà là nó không có tối ưu về vốn. Kể cả do anh chị có nhiều tiền hay anh chị có ít tiền, thì cái điều căn bản nhất là anh chị phải gì? Anh chị phải chọn những cái con mà nó thanh khoản thấp mà đánh. Thì nó sẽ tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ chứng nha. À đây đẹp trai quá, ok cảm ơn bác sĩ chứng. cảm ơn Linh Yoga khỏe đẹp nha. Đẹp trai kiếm cho bạn người yêu đi bạn. Trời ơi. Mấy bé ở bên gì nhỉ? Mấy bé ở bên vay tiền cứ nhắn là anh cứ gì? Anh cứ lo lắng cho cuộc sống làm gì. Em chỉ cần một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Nếu mà có khó khăn thì cứ đến bên em. Em cho vay vốn. Mỗi VKG 61.9 ổn không?
61.9 thì nó quá cao rồi, khu vực này khu vực không nên gom. Nếu mà thích đánh về 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 bán lẻ thì nên đánh như kiểu pet này, hoặc là nên đánh như kiểu là DigiWar thì nó hay hơn. Chứ mà với FG thì điểm gom là không có đẹp. À đây đẹp trai quá, ok cảm ơn Thanh Nhàn nha. Giờ lên công ty rồi không thấy Thanh Nhàn đâu, mai lên công ty không em? Tháng 7 á hả? Trời ơi, tháng 7 lâu quá à. Pau mua mới được không AD? Nó lên tận trên đọt tre, mua gì? Cao quá rồi. MWG lãi 40%, TCH 45%, NKG 6%, GVR 3%, tỷ trọng cao nhất giờ nên cơ cấu. GVR 3%, tỷ trọng cao nhất giờ nên cơ cấu sang mã khác hay giữ? Về danh mục nhé, về danh mục thì là ổn nhưng mà không phải là đẹp. Nếu mà đẹp nhất là phải có trứng, nên là nếu mà GVR đang tỷ trọng cao thì mình có thể là bán 50% để mình chuyển sang con BSI. À nếu mà TCH hả? Nói chung là nếu mà còn tiền thì nên gom thêm một con là con BSI. Còn đối với lại là về danh mục thì bây giờ có hàng cứ giữ. MWG là phải có vị thế tốt lắm thì mới được 40%. Chứ còn xem nào. 40% là từ cái lúc mà tháng 11 năm ngoái. Nếu mà tháng 11 năm ngoái mà anh gom về chứng khoán thì bây giờ trả x2 tài khoản này. Chứ không phải là 40% đâu. Chẳng qua là mình gom sai điểm thôi. À, không phải sai điểm mà mình gom sai cổ phiếu, xin lỗi. Nó bị lộn. Gom sai cổ phiếu nhé. BSD giá gom AD, giá gom giá hiện tại đấy. BSD hôm qua em chia sẻ vào từ hôm qua mà. Sáng nay mọi người gom hết rồi, bây giờ mọi người mới hỏi. Giờ mọi người gom từ sáng nay thì giờ cũng có lãi khoảng 2-3%. Giờ gom được. Gom giá hiện tại đi. Nó có chênh nhau nhiều đâu. Chị mới mua ATC, HCM hôm nay ổn không? Ổn. HCM đang tiếp lên nền. Nhưng mà HCM có cái là nó có cái vốn cái số lượng cổ phiếu ấy, nó bị nhiều, thế nên là nó sẽ bị chậm hơn một chút. BSD vào tầm giá bao nhiêu là hợp lý à bạn? Giá hiện tại. Anh chị cứ vào giá hiện tại đi, sau đó thì ngồi chờ. Mà mua lần này thì mua mua 100% luôn đi, đừng có mua ít. Ví dụ như là bình thường theo cái cách của em đánh thì em sẽ gom 50%,
Sau đó khi mà thị trường lên mà đúng theo cái kịch bản của mình á, thì mình sẽ gom thêm 50% nữa hoặc là full margin. Nhưng mà đến cái thời điểm này rồi thì anh chị gom 100% luôn, bởi vì nó đã tích nền rất là tốt rồi. Thì việc anh chị cứ thế mà anh chị giữ thôi, không có gì cả. Ê, TikTok nó ghét mình rồi sao á. Kênh của em là cũng lớn ấy mà ít người coi quá à. Buồn ghê. Nhưng không sao. Mai trứng chạy hả em chả biết. Nhưng mà em thấy cái form là nó sẽ chạy. Ví dụ như kiểu VDS rút dâu thì vớ vẩn Mai trần luôn, lại trần cây nữa. Đấy. Hoặc là ví dụ như AGR thì khả năng Mai vượt đỉnh cao. BSI thì Mai thì khả năng cũng tăng. Kể cả CTS hay FTS thì cũng vậy. Nói chung là anh chị cứ đánh đi, trong thời gian tới anh chị sẽ thấy là cái dòng trứng ấy là sẽ là một trong những cái dòng mà nó đi lên mạnh nhất. Năm nào nó cũng vậy, và nó là cái dòng mà được hưởng lợi nhiều nhất. Còn về cơ bản là mấy cái dòng kia thì nó cũng bình thường. Chắc là hôm nay thì em cũng like đến đây thôi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nếu mà anh chị chưa có follow em thì có thể ấn vào dấu cộng bên góc bên trái màn hình của em ha. Đấy, hàng ngày thì em sẽ live stream một lúc 18 giờ nếu mà không có gì thay đổi. Còn anh chị nào mà chưa có follow em thì anh chị cứ chưa có vào trong nhóm để đồng hành của em Thiện thì anh chị cứ ấn vào phần avatar này có chữ Ngọc Thiện này. Ấn vào bên này 2 lần. Thì khi mà mọi người vào trong phần đấy thì đây em hướng dẫn cho mọi người ha. Đấy, mọi người cứ ấn vào phần avatar các bên trái này này. Đấy, ấn vào đấy. Sau đó thì mọi người ấn vào đấy 2 lần thì nó sẽ có cái phần này này. Thì mọi người vào ha. Thì khi mọi người vào thì nó sẽ có cái phần là gì, nhóm cộng đồng ở bên phía gì. Bên phía này thì mọi người vào là được ha. Đấy. Ở đây thì ban ngày thì mọi người sẽ có thể nói chuyện được với nhau. Mọi người trao đổi. SSI mua được không ạ? SSD thì không nên mua. Nói rất là nhiều lần rồi. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại vào 18 giờ ngày mai ha.